Hôm nay anh em mình làm món chân gà nấu cà đắng nha các bạn ha. Hôm nay trong này có chân gà, có cánh gà, có cổ gà, có nè. Bây giờ lão đệ đập cái chân gà cho nó mềm đó nè. Đây chân gà các bạn. Gà đập cho nó mềm luôn nè, mềm xương nhưng mà cái đừng có để nó giật ra các bạn nha. Đây này. Đập cho nó mềm xương thôi. Đập cho nó mềm luôn. Dạ làng, lão đệ, hôm nay hai anh chế biến cái món cổ cánh chân gà nấu cà đắng các bạn nha. Rồi giờ bỏ cà đắng vô. Giờ cậu bỏ cà đắng vô tao chung luôn. Mình bỏ ớt vô. Bỏ củ nén vô luôn. Ớt cũng không giả, củ nén cũng không giả nha các bạn ha. Rồi giờ mình đậy nắp lại. Chờ cỡ 10 phút nữa mà mở ra mới đổ nước vô nấu hả? Rồi mình ta xong rồi giờ mình đổ nước vô nấu nha các bạn nha. Cứ lạnh vô đây một câu nước. Mình xả vô cho thơm nữa các bạn. Rồi, mình đổ xả xả xong rồi mình đậy nắp ra, mình nấu cho nó mềm luôn các bạn nha. Bây giờ vớt ớt vớt gà ra nha các bạn. Nấu nãy giờ gần tiếng rồi đó. Bây giờ mình dầm cái cà với ớt ra nè. Thì cà với ớt mình dầm xong rồi giờ mình đổ chung vô luôn ở trong cái son gà các bạn.
Nêm vô đây với muối bột ngọt nha các bạn. Giờ mà kha nêm vô đây muối bột ngọt cho vừa ăn. Bây giờ gần chín rồi các bạn. Giờ mình bỏ lá bếp vô nha. Đây là bếp đấy. Mấy cái lá này trên rừng đó các bạn. Bà con hái về đó rau sạch đó. Rau này làm lẩu làm đồ ăn sướng đó các bạn, nấu canh cũng được, nấu cháo cũng được. Rau này chế biến đi. Rồi giờ mình đậy nắp lại, mình chờ cho cái rau chín nữa là. Bây giờ mình bỏ rau ST vô. Thơm quá. Thơm dễ sợ đúng không? Thơm, thơm điếc cả mũi luôn rồi. Điếc cả. Không biết sao cho thấy mùi vị hấp dẫn quá các bạn ơi. Rồi. Xin mời các bạn cùng góp vui với anh em mình nha. Rồi cái món chân gà nóng với cà đắng đã xong, xin mời các bạn cùng góp vui với anh em mình nha. Thôi, mời các bạn. Xương luôn. Mời các bạn nghe. Ăn ghê gạo đẹp. Ở đây có lá bếp các bạn. Lá bếp để làm cho nó thơm cổ gà, chân gà thôi. Đó, cái lá bếp là lá anh mà Thi đang ăn đó. Lão đệ đang ăn đó. Mời các bạn ăn cổ gà này. Ăn cả xương luôn này. Xương mềm lắm. Ui ớt nè, ôi, ôi, lão đệ không thấy ớt mình rồi, ôi, ngon. Chua rồi nghe.
Ngon phải không? Ngon cả xương luôn rồi. À, thấy không? Ăn chiều tôi miếng cho hai ông ăn hết trời ấy. Bảo đệ làm sải dai quá. Miếng cuối cùng ngon lắm biết chứ hả? Ngon lắm. Mềm không? Ngay cả xương luôn nó mới ngọt. Sao mùi vị sao? Thơm lắm, ngon. Ngon mà không tả nổi rồi các bạn. Có cả đắng vô nữa là hơi đắng ngon lắm. Còn rau anh đen nữa. Con gà nó béo các bạn. Cả đâu. Có khả nữa mới ngon. Ngay cả xương luôn á. Ngon. Chúng ta bắt trước gia đàn á. Bắt từng dính xương á. Mà dạt quá. Ở cánh gà. Mà thử cánh gà sao nào? Giòn, mềm thèm cá đắng quá. Cá nè. Gà mềm ngon. Có vị hơi đắng á. Nhờ cà đắng nó thấm lại nè. Cái rau SD nè. Có cái mùi thơm thấm này ngon các bạn. Cà đắng ngon.
Chương trình này đã hết, xin tạm biệt các bạn nha.